Hôm nay mình sẽ làm món tiết canh củ dền nhé, từ những nguyên liệu nhà mình sẵn có, gồm có củ dền, nạc dăm heo, sụn heo, gan gà, tim gà, mề gà và mấy củ hành nướng cho thơm nhé. Bột canh, mắm, 650ml nước, rau thơm gồm có húng láng, húng quế và lá mùi tàu. Phần nhân các bạn làm có thể làm từ cuống tim, cuống họng và thịt giải heo thì ngon hơn. Và thêm là 20g bột xương sáo trắng. Mình sẽ đổ nước nọc và mình đun sôi lên nhé. Mình cho thêm vài lát gừng vào cho thơm. Khi nước sôi thì mình cho tất cả các nguyên liệu vào luộc lên. Mình đã rửa các nguyên liệu này bằng nước muối. Và đây là thịt của Meat Deli nên luộc nó không có bọt, nên là mình sẽ không phải trần qua nữa. Khi luộc thì mình sẽ cho thêm một thìa bột canh vào nhé, để cho nó đậm vị. Sau đó mình đậy vung đun sôi lên. Đây là phần thịt và sụn sau khi đã luộc xong nhé. Mình sẽ băm nhỏ thịt sụn, gan gà, tim gà và mề gà. Sau đó mình trộn đều lên nhé. Rau thơm thì mình rửa sạch và thái nhỏ. Sau đó mình cho vào đây, mình trộn cùng với lại nguyên liệu mình vừa băm. Trộn đều lên nhá. Cho tiếp hành băm nhỏ vào. Hành này là hành đã nướng thơm rồi nhá. Mình trộn đều lên, sau đó là mình sẽ chuẩn bị cho gia vị vào đây để cho nó ngon. Mình cho 2 thìa nước mắm, 1 xíu hạt tiêu này, các bạn cho gia vị vừa với khẩu vị ăn của mình nhé. Mình nếm thử thì nó còn hơi nhạt đấy, thì mình sẽ cho thêm 1/2 thìa cà phê bột canh vào nữa, sau đó trộn đều lên. Ở phần nhân mình sẽ múc ra đĩa hoặc là bát nhé, chia đều ra các bát. Mình sẽ tiến hành đi xay củ dền nhé. Mình lấy củ dền gọt vỏ, thái nhỏ, sau đó mình cho vào máy xay. Mình lấy 600ml nước vừa luộc thịt ấy. Mình chia làm 3 phần, 2 phần 50ml và 1 phần là 500ml. Thì 50ml nước luộc thì mình sẽ cho vào mình xay củ dền. Bây giờ mình sẽ ăn lấy củ dền mình ấy nhá. Mình lọc nhá. Mình lấy rây mình lọc. Sau khi mình đã lọc xong nước nhá, thì mình sẽ cho vào đun sôi lên. Còn 50ml nữa thì mình sẽ cho 20g bột xương sáo vào quậy đều lên. Giờ nước củ dền đã sôi, mình cho phần bột xương sáo vào mình quậy đều lên nhá. Đun sôi trong vòng khoảng 1 đến 2 phút là được. Bây giờ nước của mình đã được rồi ấy, thì mình sẽ múc hỗn hợp nước ra vào phần nhân nhé. Sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh để khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng là mình có thể ăn được nhé. Mình sẽ để nguội một chút rồi mình sẽ bọc, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Mình bọc, mình cho vào ngăn, trong ngăn mát tủ lạnh.
xin mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Đây, xin mời các bạn. Ngon tuyệt vời. Rất giống với tiết canh thật luôn.
Mình đã ăn hết tổng cộng là 3 bát tiết canh và một đĩa tiết canh to đấy. Giờ mình cũng đã no rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào các bạn.